bánh mì thượng hạng. Hiền Lương Bakery tự hào là thương hiệu bánh mì, bánh ngọt nổi tiếng, lần đầu tiên có mặt tại huyện Lạc Sơn. Địa chỉ cơ sở 2, số 23, phố Thống Nhất, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, đối diện cổng trường tiểu học Vụ Bản, cạnh trường mầm non Tư Thục Bông Mai. Điện thoại liên hệ 0869 089 188. Hiền Lương Bakery, niềm tin về chất lượng. Đây gối tựa em tặng bà tặng ông, đây gối hoa em tặng cha tặng mẹ, đây tấm phà em dệt tặng anh, đây đèn bông lau đêm mang về hơi ấm, đây chăn bông em đi làm dâu. Những ca từ ấy đã khắc họa nên bức tranh đa chiều về nghề dệt thổ cẩm thông qua bàn tay khéo léo của người con gái xứ Mường. Ca khúc tiếng hát bên khung dệt như một lời gửi gắm tâm tình của người con gái Mường với khách thập phương muôn nơi. Quay quay vòng trời em quay quay, đã từ bao đời vòng trời vẫn quay. Người con gái Mường chăn tằm dệt vải như cô tâm hiền ngoan trong cô tiên. Trao duyên nụ cười em trao duyên, tay mừng mềm mại áo con xinh xinh. Người con gái Mường đang chăm chỉ trong bông kéo sợi dệt từ ước mơ.
Bakery, tự hào là thương hiệu bánh mì, bánh ngọt nổi tiếng, lần đầu tiên có mặt tại huyện Lạc Sơn. Địa chỉ cơ sở 1, siêu thị Hiền Lương, Hòa Xá, Ứng Hòa, Hà Nội. Cơ sở 2, số 23, phố Thống Nhất, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, đối diện cổng trường tiểu học Vụ Bản, cạnh trường mầm non Tư Thục Bông Mai. Điện thoại liên hệ 0869 089 188. Với hệ thống thiết bị máy móc hiện đại, áp dụng công nghệ ủ hơi lên men tự nhiên và đội ngũ thợ chuyên nghiệp có hơn 30 năm nắm giữ bí quyết, kinh nghiệm trong nghề làm bánh. Hiền Lương Bakery mỗi ngày cho ra lò khoảng 60 sản phẩm bánh mì các loại được chế biến từ nguyên liệu bột mì nhập khẩu châu Âu. Hiền Lương nhận liên kết mở đại lý phân phối cấp 1 và nhận đơn đặt hàng các loại bánh mì, bánh ngọt, phục vụ tiệc cưới, tiệc sinh nhật, hội nghị và các sự kiện khác. Cửa hàng siêu thị bánh mì Hiền Lương có đội ngũ nhân viên trẻ đẹp, phục vụ nhanh nhẹn, luôn giữ cho bàn ăn sạch sẽ, không gian thoáng mát, giúp thực khách cảm thấy thoải mái khi thưởng thức các món bánh mì mang đậm phong cách châu Âu, kết hợp với hương vị quen thuộc của người châu Á. Đến với Hiền Lương Bakery, quý khách còn được thưởng thức nhiều món truyền thống nhưng hương vị mới lạ như cà phê, trà sữa, trà trái cây, xúc xích, phô mai que, nem chua rán, khoai tây chiên, pizza bò, pizza hải sản, đùi gà, cánh gà chiên xù và nhiều món khác. Sản phẩm bánh mì Hiền Lương cam kết không sử dụng hóa chất và chất xúc tác, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiền Lương Bakery thường xuyên tổ chức các trò chơi có thưởng dành cho trẻ nhỏ. Với mong muốn đem đến hương vị mới, cảm nhận mới cho bà con dân Mường, huyện Lạc Sơn, cửa hàng siêu thị bánh mì, bánh ngọt Hiền Lương sẵn sàng phục vụ quý khách mọi lúc, mọi nơi. Địa chỉ số 23, phố Thống Nhất, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, đối diện cổng trường tiểu học Vụ Bản, cạnh trường mầm non Tư Thục Bông Mai. Điện thoại liên hệ 0869 089 188. Hiền Lương Bakery, niềm tin về chất lượng. Cách đăng ký kênh Người Mường TV2. Trên điện thoại di động của mình, các bạn vào ứng dụng YouTube. Trên mục tìm kiếm của YouTube, các bạn gõ chữ Người Mường TV2. Tiếp đến các bạn bấm vào mục tìm kiếm ở cuối trang. Và đây là kênh Người Mường TV2 xuất hiện. Trước khi đăng ký, các bạn có thể xem một số video ở bên dưới. Và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó các bạn chia sẻ và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký màu đỏ. Bởi đây là kênh của tôi nên là không xuất hiện cái hình quả chuông. Nếu mà máy điện thoại của các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ xuất hiện cái hình quả chuông ở bên cạnh chữ đăng ký màu đỏ. Các bạn bấm vào đấy để được nhận thông báo những video mới nhất. Chỉ như vậy thôi, rất đơn giản, các bạn đã đăng ký xong kênh Người Mường TV2 và các bạn có thể trải nghiệm các video mới nhất của kênh. Xin lưu ý với các bạn là không nên đăng ký qua Facebook, bởi vì thường kênh Người Mường TV2 sẽ được chia sẻ trên Facebook và các bạn có thể xem trên đấy qua YouTube, nhưng mà đăng ký ở trên đấy thì là sẽ không đăng ký được, bởi vì nó đòi đăng nhập bằng Gmail. Cho nên các bạn có thể phải vào trực tiếp ở trên YouTube trên thoại di động của mình và làm theo các bước hướng dẫn như lúc nãy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chia sẻ.